Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài cách cộng và cách trừ hai số nguyên. Nội dung bài học ngày hôm nay bao gồm 6 phần. Thứ nhất là cộng hai số nguyên cùng dấu. Thứ hai là cộng hai số nguyên khác dấu. Thứ ba, tính chất của phép cộng hai số nguyên. Thứ tư, phép trừ hai số nguyên. Thứ năm, quy tắc dấu ngoặc. Và cuối cùng là một số bài tập áp dụng. Rồi, phần đầu tiên, cộng hai số nguyên cùng dấu. Chúng ta cùng quan sát biểu đồ sau. Chúng ta có thể xem như con đường là một cái trục số với khoảng cách giữa các cột mốc là 1 mét hoặc 1 km. Trên trục số, một người bắt đầu đi từ điểm 0 và di chuyển về bên phải, tức là di chuyển theo chiều dương, hai đơn vị đến điểm cộng 2. Sau đó, di chuyển tiếp thêm về bên phải 3 đơn vị. Hỏi người này dừng lại ở điểm nào? Chúng ta sẽ sử dụng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn cho hành động trên. Thì chúng ta sẽ có ngay kết quả là cộng 2 cộng với cộng 3 bằng cộng 5. Tức là người này sẽ dừng lại ở vị trí của điểm 5. Như vậy thì chúng ta có thể rút ra được muốn cộng hai số nguyên dương thì ta phải làm như thế nào? Cái này khá là đơn giản rồi đúng không? Cộng hai số nguyên dương nó giống như là khi mình cộng hai số tự nhiên vậy đó. Như vậy muốn cộng hai số nguyên dương, ta cộng chúng như là cộng hai số tự nhiên, 2 cộng 3 bằng 5. Rồi, cũng là trục số như vậy. Bây giờ người này sẽ bắt đầu di chuyển từ điểm 0 và di chuyển về bên trái, tức là đi theo chiều âm 2 đơn vị. Sau đó di chuyển tiếp về bên trái thêm 3 đơn vị nữa. Hỏi người này sẽ dừng lại ở vị trí nào? Bây giờ chúng ta sẽ so sánh kết quả của các em với số đối của tổng 2 cộng 3. Số đối của tổng 2 cộng 3, 2 cộng 3 là 5. Số đối của 5 chính là âm 5, đúng không nào? Và kết quả các em nhận được cũng chính là người này sẽ dừng lại ở vị trí là âm 5. Như vậy chúng ta sẽ có được cái phép tính là âm 2 cộng với âm 3 bằng âm 5, đúng chứ nào? Vậy thì muốn cộng hai số nguyên âm ta phải làm thế nào? Nhớ lại cái phép tính mà so sánh với số đối của tổng 2 cộng 3, đúng chưa? Vậy thì chúng ta rút ra được một cái quy luật, đó là muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ ở đằng trước kết quả. Ví dụ âm 2 cộng âm 3 nó sẽ bằng số đối của âm 2 là 2, số đối của âm 3 là 3, lấy 2 cộng 3 là 5, chúng ta thêm dấu trừ đằng trước nữa thì sẽ được là âm 5. Rồi, vậy chúng ta rút ra được hai cái quy tắc khi mà cộng hai số nguyên cùng dấu, cùng âm hoặc là cùng dương thì chúng ta sẽ làm như sau. Nếu muốn cộng hai số nguyên dương, ta cộng chúng như hai số tự nhiên. Còn nếu muốn cộng hai số nguyên âm, ta sẽ cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả. Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó, tức là sao? Tức là nếu mình cộng hai số nguyên dương thì kết quả thu được là một số nguyên dương. Còn mình cộng hai số nguyên âm thì kết quả thu được là một số nguyên âm. Rồi, ta có một chú ý như sau. Với hai số A, B là hai số nguyên dương, ta sẽ có là A cộng B bằng A cộng B, trừ A cộng trừ B bằng trừ của A cộng B. Ví dụ, thực hiện các phép tính sau. Rồi, câu A chúng ta quan sát thấy 7 cộng 13, đây chính là phép cộng hai số nguyên dương, đúng không nào? Chúng ta lấy 7 cộng 13 hết sức bình thường, kết quả là 20. Câu B và câu C là cộng hai số nguyên âm, vậy chúng ta sẽ cộng hai số đối rồi thêm dấu trừ ở đằng trước nữa. Cô sẽ trình bày phép tính như sau. Âm 102 cộng âm 98 bằng âm mở ngoặc 102 cộng 98 đóng ngoặc bằng âm 200. Tương tự câu C, âm 99 cộng âm 11 bằng âm mở ngoặc 99 cộng 11 đóng ngoặc bằng âm 110. Rồi, nhớ là khi cộng hai số nguyên âm, chúng ta sẽ cộng hai số đối rồi thêm dấu trừ ở đằng trước kết quả. Cô có một bài toán như sau. Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hóa nhà Bác Lan nên có thể mua hàng trước và trả tiền sau. Hôm qua Bác Lan đã cho Bác Hà nợ 80.000 đồng. Hôm nay Bác Hà lại nợ 40.000 đồng. Hỏi hãy dùng số nguyên để giúp Bác Lan ghi vào sổ số tiền mà Bác Hà đã nợ Bác Lan. Số nguyên âm để biểu thị cho số tiền nợ, đúng chưa nào? Chúng ta đã biết cách biểu thị, cách sử dụng của số nguyên âm rồi. Vậy bài này chúng ta sẽ có kết quả là âm 80 cộng âm 40 bằng âm 1.000
bằng âm 120.000 đồng. Như vậy bác Lan đang có số tiền là âm 120.000 đồng, tức là bác Hà đang nợ 120.000 đồng ha. Rồi, cộng hai số nguyên khác dấu. Chúng ta cũng quan sát trục số sau. Trên trục số, một người bắt đầu đi từ điểm 0 di chuyển về bên phải theo chiều dương 4 đơn vị đến điểm cộng 4. Sau đó người ta đổi hướng và di chuyển về bên trái 4 đơn vị. À, hãy cho biết người đó dừng lại ở điểm nào. Quan sát trên trục số thì chúng ta cũng có thể đoán được luôn, đó là người ta sẽ dừng lại ở vị trí là điểm 0. Vậy thì bây giờ hãy thử nêu kết quả của phép tính sau. Cộng 4 cộng cho trừ 4 bằng A bằng 0. Cô lấy ví dụ khác. Trên trục số, một người cũng bắt đầu đi từ điểm 0 nhưng mà di chuyển về bên trái theo chiều âm 4 đơn vị đến điểm âm 4. Sau đó đổi hướng và di chuyển về bên phải 4 đơn vị. Khi đó người này sẽ dừng lại ở vị trí cũng là vị trí điểm 0 luôn, đúng chưa nào? Vậy thì em có nhận xét gì về tổng của hai số đối nhau? Số 4 và số âm 4 là số đối nhau đúng không nào? Và kết quả luôn luôn bằng 0. Vậy thì chúng ta có cộng hai số nguyên đối nhau thì luôn luôn bằng 0, tức là A cộng với âm A bằng 0. Vậy thì khi cộng hai số nguyên khác dấu mà không đối nhau thì như thế nào? Chúng ta có quy tắc như sau. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, nếu như số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta sẽ lấy số dương trừ đi số đối của số âm. Còn nếu như số dương bé hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ lần trước kết quả. Cô đọc lại nhé. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta làm như sau. Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm. Còn nếu như số dương bé hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả. Chúng ta cùng làm ví dụ để thực hiện ngay, để áp dụng ngay cái quy tắc này ha. Chú ý là khi cộng hai số nguyên trái dấu thì nếu số dương lớn hơn số đối của số âm ta có tổng là dương. Còn nếu số dương bằng số đối của số âm thì tổng bằng 0. Còn số dương bé hơn số đối của số âm thì ta có tổng âm. Rồi ví dụ thực hiện các phép tính sau. 17 cộng âm 17. Như vậy thì số dương là 7. Âm 17 có số đối là 17. Như vậy là số dương bé hơn số đối của số âm, ta sẽ lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ ở đằng trước. Tức là lấy 17 trừ đi 7 bằng 10, thêm dấu trừ nữa sẽ là trừ 10. Câu B, trừ 132 cộng 38. Như vậy là số dương bé hơn số đối của số âm đúng không? Như đó chúng ta cũng lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ đằng trước, chúng ta sẽ thu được kết quả là âm 94. Còn câu C, số dương lớn hơn số đối của số âm, như đó mình sẽ lấy số dương trừ đi số âm, kết quả là 88. Rồi, phần thứ 3, tính chất phép cộng hai số nguyên. Thì đối với phép cộng các số nguyên, các tính chất như là giao hoán, kết hợp vẫn còn được giữ lại. Cụ thể như sau. Tính chất giao hoán A cộng B bằng B cộng A, tức là mình có thể đổi chỗ được, đúng không nào? Tính chất kết hợp A cộng B cộng C, trong đó thì chúng ta có thể kết hợp B với C. Thì tính chất kết hợp và chúng ta chú ý là tính chất cộng với số 0, tức là A cộng 0 bằng 0 cộng A bằng A. Rồi ví dụ thực hiện các phép tính sau. Lưu ý là khi mà thực hiện giao hoán hay kết hợp, chúng ta thường chọn những cặp số mà khi cộng hoặc cộng lại nó sẽ tạo thành một kết quả là một số số chẵn, chẵn chục, chẵn trăm, vân vân. Rồi câu A, 23 cộng âm 77 cộng âm 23 cộng 77. Cái này chúng ta quan sát thấy là 23 và âm 23 là số đối nhau. Âm 77 và 77 cũng vậy. Và chúng ta sẽ đổi chỗ lại ha, và kết hợp các cái cặp số đối nhau để thu được kết quả là 0. Đối với câu B thì chúng ta thấy là 35 và 75 thì kết hợp được là 110. Còn âm 42 và âm 58 kết luận là âm 100. Như vậy chúng ta sẽ kết hợp những cái cặp số như vậy để tạo thành kết quả tròn chục, tròn trăm, và thu được kết quả cuối cùng là 10. Rồi, vậy thì khi thực hiện phép trừ hai số nguyên chúng ta làm như thế nào?
chúng ta có một cái quy tắc như sau: muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta sẽ cộng a với số đối của b, tức là mình sẽ chuyển phép trừ thành phép cộng cho số đối. Sau đó mình sẽ áp dụng quy tắc của phép cộng để thực hiện phép tính đó. Cô lấy ví dụ thực hiện các phép tính sau. Đối với câu A, 15 trừ cho trừ 15, chúng ta sẽ chuyển phép trừ thành phép cộng cho số đối. Vậy thì âm 15 có số đối là 15, tức là 15 trừ cho trừ 15 bằng 15 cộng cho 15 bằng 30. Tương tự cho câu B và câu C, chúng ta cũng sẽ chuyển phép trừ thành phép cộng cho số đối và được kết quả như sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ 5, đó là quy tắc dấu ngoặc. Mình có quy tắc như sau: khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước ngoặc có dấu cộng thì vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng bên trong ngoặc. Còn khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc có dấu trừ thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Rồi, chú ý nha, nếu là dấu trừ thì đổi dấu hết tất cả các số hạng bên trong, còn nếu là dấu cộng thì giữ nguyên, không cần đổi gì cả. Cô lấy ví dụ bỏ ngoặc rồi tính. Câu A, chúng ta để ý hai cái ngoặc ở đây thì phía trước của nó đều là dấu cộng cả, hoặc là không có dấu gì. Không có dấu gì thì mình quy ước nó là dấu cộng ha. Như vậy khi phá ngoặc ở câu A, chúng ta giữ nguyên dấu. Còn đối với câu B, trước hai cái ngoặc này đều có xuất hiện dấu trừ, như vậy thì các cái số hạng bên trong chúng ta buộc phải đổi dấu nó. Cộng thì đổi thành trừ và trừ thì đổi thành cộng. Chúng ta cùng quan sát kết quả ha. Rồi ở đây cô sẽ chú trọng vào câu B chút xíu này. Trong ngoặc là trừ 21 đổi thành cộng 21, cộng 43 đổi thành trừ 43, cộng 7 đổi thành trừ 7. Rồi ngoặc tiếp theo, trong ngoặc là số 11 đổi thành trừ 11, trừ 53 đổi thành cộng 53, trừ 17 đổi thành cộng 17. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng các cái tính chất là phân phối hay là kết hợp để cho ra kết quả cuối cùng là 30. Rồi, và một vài bài tập áp dụng trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay. Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20m, tàu tiếp tục lặn thêm 15m nữa. Hỏi khi đó tàu ngầm đang ở độ sâu là bao nhiêu mét? Như vậy thì ta có là độ sâu 20m tức là cao âm 20, lặn thêm 15m tức là cộng thêm độ cao âm 15m nữa. Vậy thì chúng ta có kết quả là âm 20 cộng âm 15 bằng âm 35, tức là tàu đang ở độ sâu 35m, hay còn gọi là độ cao âm 35m ha. Archimedes là một nhà bác học người Hy Lạp. Ông sinh năm 287 trước công nguyên và mất năm 212 trước công nguyên. Hãy dùng số nguyên âm để biểu thị năm sinh, năm mất của nhà toán học này. Biết rằng Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi? Chúng ta có kết quả là Archimedes sẽ sinh năm âm 287 và mất năm âm 212. Khi đó ta có âm 288. Khi đó ta có âm 212 trừ cho âm 287, kết quả là 75. Vậy Archimedes mất năm 75 tuổi. Rồi, để tổng kết bài học ngày hôm nay, có rất là nhiều nội dung mới, các em hãy cùng quan sát sơ đồ sau và cùng ghi nhớ sơ đồ này để thực hiện các phép tính, để thực hiện các bài toán thật là tốt nhé. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo.